Thưa quý vị, sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ngay sau khi có kết luận số 01, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành kế hoạch số 58 về thực hiện kết luận 01, hướng dẫn số 16 về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã ban hành gần 106.270 văn bản về lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận số 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nét mới trong lãnh đạo chỉ đạo và ban hành văn bản là xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân thực hiện, tiến độ, thời gian hoàn thành với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nề nếp, thường xuyên, thực chất hơn, góp phần nâng cao kỷ luật kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là xây dựng phong cách tác phong chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.